Trong suốt nhiều tháng qua, tình trạng các xe tải chở đất với dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, liên tục hoạt động, cày nát con đường liên thôn, liên xã, gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của người dân các xóm, điếm tổng, xóm 23/9, xóm Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bị đảo lộn. Ghi nhận thực tế của phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn vào nhiều ngày của tháng 11 và 12 năm 2020. Mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn ra vào ăn đất. Điển hình là các xe mang logo của công ty Cường Thịnh, Long Thành, Ba Vì, Nghĩa Hằng, SU, Chùa Hương, Việt Nhật, DL, Gạch, Thái Dương cùng hàng chục xe tải tư nhân khác tấp nập di chuyển vào ăn đất tại một dự án trên địa phận xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau khi chất đầy đất và phủ bạt một cách sơ sài, các xe tải nặng nề di chuyển từ công trường dự án ra đường D4 và D1 qua các xóm Đá Bạc, xóm 23/9, xóm Điếm Tổng, vốn là tuyến đường liên thôn, liên xã, băng xuyên qua các tuyến đường thuộc địa phận huyện Chương Mỹ. Từ đây, các xe tải chở đất tỏa đi nhiều hướng, phục vụ cho việc san nền của một số dự án đang thi công trên địa bàn Hà Nội như là huyện Chương Mỹ, Thạch Thất và Quốc Oai. Bằng cảm quan thì dễ dàng nhận thấy tình trạng đường bê tông xuống cấp nghiêm trọng, đất đá rơi vãi đã khiến người dân ven đường khổ sở. Ngày nắng thì phải tìm cách chống chọi với bão bụi, ngày mưa thì sình lầy trơn trượt. Đáng lo ngại hơn, buổi tối các tài xế điều khiển xe tải chạy với tốc độ rất nhanh. Mỗi khi đoàn xe tải đi qua thì đất đá, cát sỏi, văng tứ tung, bụi mù mịt cả một đoạn đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người. Phần lớn là các xe này đều có tải trọng trên 30 tấn, luôn trong tình trạng chở có nóc, dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, rất rõ ràng. Con đường bê tông vốn đã rất nhỏ, nay lại đang phải oằn mình gánh chịu dòng xe siêu trường siêu trọng, lớn hết đến 3/4 đường. Và điều này thì rất nguy hiểm cho người dân và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến. Đấy là đất của quốc phòng và của đặc công đấy, là nó mua thì vừa rồi nó đền bù để những cái hộ đất trên đấy, bây giờ là nó đền bù xong thuộc đất của nó không, nó mất nó bán sáng thèm nói gì thì xả hết đường, xả hết cả hết đường. Vừa đang ở Mỹ, em đang ngồi nói chuyện là chỉ chết người dân, chỉ khổ người dân, ngại là chỉ khổ người dân, không có cái gì mà bẩn hết cả hết đường, chở khi những chở cái gì mà rơi vãi bẩn. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Viết Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn cho biết, đây không phải là dự án tận thu khoáng sản, mà là dự án thao trường huấn luyện của trường sĩ quan đặc công, là dự án của an ninh quốc phòng. Và chủ đầu tư dự án là trường sĩ quan đặc công có làm thủ tục xin vận chuyển đất dư thừa ra khỏi địa bàn, ra khỏi khuôn viên của trường để thi công các công trình của bên trong nhà trường. Rồi thi công là nó khô lắm quá, chở đất nó cũng... hai xe to, mình nói kiến rồi mình trực tiếp lên yêu cầu anh em tổ công tác nhập biên bản, bắt mời cái đơn vị nó chúng cái thầu cái khai thác đấy họ về đây để nó làm cam kết của mình, nó cam kết thì được vài hôm thì nó tưới nước nhiều quá đấy, bùn chảy ra nó bẩn, dân thì mình thì đang đi đường sạch này, không có xe đi lại nó không sạch, nó cũng ảnh hưởng đấy, cái nó bẩn người ta kêu, cái này thì không phải người ta tận thu khoáng sản. Dự án thao trường của dự án của an ninh quốc phòng người ta thuê thao trường, người ta có một khối lượng đất dư thừa để người ta được làm các thủ tục xin vận chuyển cái đất dư thừa ra khỏi địa bàn, ra khỏi địa bàn ra nhà trường để thi công cái của nhà trường, cái thứ hai là thi công với các cái công trình của nhà trường, còn người ta vận chuyển ra ngoài khỏi địa bàn thì mình quan tâm đến những việc ra ngoài, người ta làm gì ngoài cũng biết. Nên trong đấy khi thi công cao trường người ta dư thừa thì người ta xin vận chuyển thì đã được ủy ban tỉnh mình cấp phép. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án trường bắn và thao trường huấn luyện do trường sĩ quan đặc công làm chủ đầu tư và thuộc đất quốc phòng. Nhà thầu thi công dự án là công ty cổ phần xây dựng dịch vụ nhà Hà Nội. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp phép tại giấy phép khai thác đất sàn lấp số 31GP-UBNZ ngày 3 tháng 7 năm 2020 và được gia hạn thêm thời gian khai thác vào ngày 29 tháng 10 năm 2020 với cái tên giấy phép khai thác đất sàn lấp công trình cải tạo mặt bằng khi thực hiện thi công trường bắn, thao trường huấn luyện của trường sĩ quan đặc công tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chiếu theo nội dung giấy phép của dự án thì chỉ cho phép nhà thầu khai thác đất san lấp phục vụ việc thi công trường bắn, thao trường huấn luyện với mức sâu chỉ từ 0,5 đến 3,5 mét. Khối lượng khai thác theo giấy phép chỉ hơn 11.000 mét khối. Và đặc biệt là giấy phép này không hề nhắc đến phương án vận chuyển đất ra khỏi phạm vi dự án để phục vụ mục đích khác. Đồng thời cũng không hề có nội dung nào nhắc đến việc có được phép bán đất quốc phòng hay không. Ở một diễn biến khác, khi vào vai nhân viên của một công trình đang cần mua đất san lấp, nhà phóng viên đã được một người đàn ông tự giới thiệu là có quen biết với phía nhà thầu khai thác và nhiệt tình chào bán với giá là 20.000 đồng trên một mét khối đất. Đồng thời hứa hẹn, tại mỏ đất xã Liên Sơn, muốn lấy bao nhiêu cũng có, đặc biệt là xe to cũng có thể chạy thoải mái. Trong chỗ anh này là xúc lên xe là hôm đấy là 20.000 một khối, xe to chạy thoải mái. Trước hoạt động khai thác vận chuyển rầm rộ tại đây, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương trước tình trạng các xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoành hành, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cùng với đó là việc khai thác và bán khoáng sản để thu lợi từ đất quốc phòng có được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hay chưa? Số tiền thu được là bao nhiêu và được sử dụng vào mục đích gì? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phóng sự tiếp theo.